Lên cho em luôn á cưng. Alo. Alo, tôi có vài ý muốn hỏi. Câu thứ nhất là muốn dành cho Tuấn Trần. Thì thật sự là cũng khá bất ngờ với cái nét diễn của em trong cái đoạn cách vừa rồi. Thì muốn hỏi Tuấn là để vào vai một cái tay mà nghiện đá gà, thì bản thân Tuấn có xuống những cái trường gà mình học hỏi về các thuật ngữ, rồi về cách chơi đá gà, cách trồng cửa, rồi như thế nào hay không? Tuấn có thể chia sẻ. Cái thứ hai là trong phim này Tuấn cũng vào vai một chàng trai có một ông bố đầy tình cảm. Thì giữa cái vai lanh và vai quắn trong bố già, thì bản thân Tuấn tự so sánh nó có điểm gì giống và khác nhau hay không? Đó là câu hỏi dành cho Tuấn Trần. Câu thứ hai tôi muốn dành cho đạo diễn Trung Lùng. Trong cái best cut thứ hai á, thì có một đoạn, cái đoạn nhạc hình như tôi thấy nó hơi giống cái đoạn của anh Châu Tinh Trì và Trương Bá Chi. Thì cái đoạn nhạc đó không biết là cái vấn đề bản quyền mình xử sự ra sao. Với lại mình cái nét bắt chước mình nhảy theo đó thì mình có đo được cái độ mà duyên dáng đối với khán giả như thế nào hay không? Tại vì trên TikTok cái đoạn đó được nhái rất nhiều, và từ lời nói hình ảnh thì để so sánh với cái đoạn của Diệp Bảo Ngọc và Tuấn á, thì tôi thấy nó chưa đã lắm. Đó là ý thứ hai. Câu thứ ba là muốn dành cho anh Đáng bên nhà sản xuất. Thì trước đây, cách đây vài ngày, thì cũng có một bộ phim là Hai Múi, cũng showcase, cũng là một bộ phim gia đình về người cha, về tình thương của cha dành cho con. Hình như theo tôi biết là cái ngày premiere cũng là ngày 27. Cái này không biết là sự trùng hợp vô tình, thì cùng ngày khởi chiếu, cùng ngày premiere, cùng đề tài về người cha, thì không biết anh ở một cương vị nhà sản xuất thì anh suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Tại vì giữa hai cái phim giống nhau đến gần như 90% như thế, thì chắc chắn khán giả sẽ có sự so sánh. Tôi đang nói về giống về đề tài chứ không phải là giống về cốt truyện. Thì đó thì anh có thể cho ý kiến về vấn đề này được không? Và có một sự lo ngại nào đó từ bản thân anh hay không? Xin hát. Dạ, cảm ơn câu hỏi đến từ anh Việt Hùng ạ. Đầu tiên là Tuấn Trần, xin mời bạn. Dạ, đầu tiên thì cho phép Tuấn xin chào tất cả các anh chị báo chí truyền thông đang có mặt ở đây. Ngày hôm nay em rất là vui khi được gặp các anh chị, và mong rằng các anh chị cũng rất là dễ thương với em, đặt em những câu hỏi dễ dàng chút. Dạ. Thì đầu tiên là câu hỏi của anh Hùng là khúc mà em nhận kịch bản đó Hùng. Em kêu chết rồi, bây giờ em đâu có kinh nghiệm gì đâu anh. Em chưa bao giờ đi đá gà, và thậm chí là em chưa bao giờ đi coi đá gà luôn. Rồi đưa cho em cái kịch bản gì em cũng rất là lo. Nhưng mà cái gì mình cũng phải có cái động lực, mình cũng phải có áp lực thì mình mới làm tốt được. Thì em mới có coi những cái clip mà đá gà ở trên mạng á. Rồi thêm nữa là mình sẽ đi hỏi những xung quanh, coi coi những có ai có những cái kiến thức gì không chỉ cho mình. Chứ mình chứ em cũng không có dám xuống trường gà trực tiếp, tại em sợ bị bắt á anh. Thì em cũng hèn lắm, em hỏi thông tin rảo xung quanh vòng coi có ai có thông tin gì không chỉ em. Và đặc biệt nữa là khi em đóng cái bộ phim này á, anh Trung là một cái người trải nghiệm rất là nhiều, là một cái người có rất là nhiều vốn sống và rất là nhiều kiến thức. Thì anh Trung mới có chỉ dạy cho em một số thứ tốt cho nhân vật. Và em nghĩ là cái đá gà này đó, trong phim này nó chỉ là một cái background của nhân vật thôi. Nó là một cái sự kiện, một cái lý do để mà dẫn tới những cái xung đột, những cái mâu thuẫn giữa người với người trong gia đình với nhau. Và cái thứ hai nữa là anh hỏi về cái chuyện là cái nhân vật này với là nhân vật quắn có khác gì không anh? Chắc chắn là nó khác. Tại vì em có một cái quan điểm khi em làm nghề á, là em sẽ không chọn cái vai diễn hoặc là hình ảnh nào bị lặp lại.
có rất nhiều kịch bản mời em nhưng mà hơi hướng cái hình ảnh nó lặp lại những cái phim cũ thì em sẽ từ chối ngay, hoặc là em sẽ có thể nói chuyện với lại đạo diễn cùng với lại nhà sản xuất là bây giờ em muốn sửa đổi lại như vậy, thì mọi người có đồng ý không? Tại vì em rất là sợ lặp lại chính mình. Em nói khác ở đây đó, thứ nhất là về tạo hình, mọi người thấy thằng tóc thẳng, tóc quắn là khác rồi. Cái thứ hai nữa là nhân vật quắn là nhân vật có học, học trên đại học và hành xử mọi thứ nó cũng có nhiều trải nghiệm hơn, và cách anh quắn nó hơi là cục xúc nhưng mà nó rất là văn minh trong cái việc mà xử lý những cái vấn đề của gia đình. Còn nhân vật Lanh này là một cái nhân vật ít học, và cái cách mà truyền đạt, cách nói chuyện với lại người cha của mình nó cũng rất là khác. Cho nên là cái vai diễn này á, khúc đầu em cũng rất là lo, em cũng rất là hồi hộp, là tại vì nó khác hẳn với lại cuộc sống của em ở ngoài luôn, thì em không biết rằng em có truyền tải được cái insight của nhân vật này nó khiến cho mọi người cảm được hay không. Nhưng mà có một cái điều em rất là vui khi mà em đóng cái bộ phim này á, cái cảm xúc của nhân vật rất chạm em trong cái quá trình bộ hóa thân, và đặc biệt là em được diễn với lại những cô chú rất là gạo cội, ví dụ như là Ba Linh nè, với má Giang nè, rồi chú Hoàng Minh nè, chú Vũ Châu nè, má Phi Phụng nè, và các anh chị đều là những người có vốn sống rất là nhiều. Cho nên là em thật sự rất là may mắn, và đặc biệt là người anh đạo diễn Trung Lùng là một cái người mà rất là cảm ơn anh vì đã tạo ra cái bộ phim này, và Tuấn Linh chắc là mọi người sẽ bất ngờ. Trung cảm ơn câu hỏi của anh Việt Hùng. Anh Hùng có hỏi là thứ nhất là cái đoạn nhạc, tại vì thật sự ra là phía sau bộ phim luôn luôn là có một đội ngũ chuyên nghiệp, họ sẽ không để cho nhạc bị dính bản quyền hay là tà đạo nhạc đâu. Thành ra là cái phần này Trung cũng nói cho anh Việt Hùng cũng như quý khán giả ở đây là yên tâm về cái phần đó. Và còn cái miếng mà anh Việt Hùng nói rằng cái mảng đó sao nó vẫn còn nhạt nhạt, thì thật sự ra đây là một cái mảng cắt để giới thiệu về lý lịch của nhân vật Lê Thị Na là do Bảo Ngọc đóng. Trong bộ phim còn có nhiều mảng miếng, nhưng mà thú thật khi mà cắt ra như thế này á mà đưa lên thì nó sẽ bị gọi là biết trước, người ta sẽ sau khi người ta xem phim sẽ mất đi thú vị, thành ra anh em sẽ suy tính. Chỉ cần mình đưa ra và giới thiệu lý lịch của nhân vật Lê Thị Na thôi là đủ. Thì đây chỉ là một cái mảng dễ thương để nó đôn lên những cái mảng hài phía sau đó. Đó là câu chuyện mà Trung muốn trả lời cho anh Việt Hùng. Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh. Dạ vâng, cảm ơn câu trả lời đến từ anh Trung Lương. Xin mời đại diện nhà sản xuất. Xin chào mọi người xin chào anh Hùng. Thì em cảm ơn câu hỏi của anh. Thì em nghĩ là mình cũng nói ít thôi về những người không có mặt ở đây, nhưng mà em biết sự so sánh là khó là tránh. Thì với tư cách một nhà sản xuất ấy, thì em nghĩ là để làm một bộ phim thì đôi khi mình có sự chuẩn bị nó không thể nào mà đo đếm được đâu anh. Có một bộ phim nó chuẩn bị 5 năm, 10 năm, có những bộ phim chỉ cần 3 tháng là tiệm nó chín mùi rồi. Thì cái việc mà những cái ý tưởng nó trùng nhau trong nghệ thuật ấy thì là cái việc nó rất là thường xuyên và cũng hiển nhiên. Và chưa kể thì với tư cách là một người làm phim thương mại thì em nghĩ là cái dịp lễ 2 tháng 9 này là một cái dịp lễ đặc biệt, vì lần đầu không biết là không phải lần hiếm hoi mà chúng ta có đến hẳn 4-5 ngày nghỉ lễ liên tiếp. Là cho nên là em nghĩ cái việc mà một nhà làm phim khác, đồng nghiệp khác muốn ra mắt phim của họ vào cái dịp lễ 2 tháng 9 là em nghĩ là chuyện mà rất là dễ hiểu. Nhưng mà em luôn quan niệm thì chợ nhiều món thì nó tốt thôi. Cho nên mình khán giả có nhiều sự lựa chọn hơn. Cho nên em thì không ngại sự cạnh tranh, bởi vì cá nhân em thì cũng có niềm tin vào chất lượng của bộ phim cũng như cái năng lực của ekip ở đây ạ. Gia Bảo Vietnamnet có câu hỏi. Tôi muốn hỏi tiếp cái ý của anh Hùng, như tức là cũng về việc là hai bộ phim cùng ra rạp ấy. Thì tôi muốn hỏi thêm hai ý nhỏ. Một là nhà sản xuất, tôi nghĩ là dù muốn dù không thì cái cuộc đấu giữa Sâm Linh, cụ thể là anh Quyền Linh và anh Hoài Linh, là không thể tránh khỏi. Như vậy thì nhà sản xuất nghĩ gì về cái cuộc đấu này? Và ý thứ hai, tôi thừa nhận cái việc mà hai bộ phim ra rạp cùng dịp lễ nó không phải là chuyện gì quá là lạ, nhưng mà cái lịch trình lại rất là trùng nhau, từ premiere cho tới ngày ra rạp tới chủ đề. Như vậy thì liệu theo anh có cho rằng đây là một cái hành vi chơi không đẹp mà người ta vẫn thường hay nói trong giới này không? Cảm ơn. Dạ, em cảm ơn anh Bảo. Thì cho em trả lời cái câu và thời điểm ra rạp trước nha. Thì như nãy em có chia sẻ đó anh, thì để làm một bộ phim ấy thì
tới thời điểm để chuẩn bị cho một bộ phim nó rất là khác nhau. Em không thể nào em nói được là họ đã chuẩn bị bộ phim đó trong bao nhiêu lâu, cũng như thực sự em cũng không thể nào chia sẻ hết là mình đã ấp ủ cái ý tưởng này trong bao nhiêu lâu. Cho nên cái việc mà cùng một thời điểm ra rạp ấy, nó là duyên số thôi, nó giống như gặp một con ma vậy. Thế nên là mình không thể so sánh được. Còn cái thứ hai là vấn đề về hai diễn viên nam tên là Linh. Thì em nghĩ cả hai người thực sự đều tạo một cái dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, cho nên người ta mới có sự so sánh như vậy. Nhưng mỗi người là một phong cách diễn khác nhau, mỗi người là một cái vai diễn tuy mang một cái màu là một người cha, nhưng cái cách họ hành xử trong phim, cái cách họ truyền tải cái bài học qua bộ phim em nghĩ cũng sẽ rất là khác nhau. Dù cá nhân em thì cũng chưa xem phim Hai Múi, và em nghĩ là ekip Hai Múi cũng chưa xem phim Làm Giàu Với Ma. Nhưng mà em nghĩ thì đây là một bữa tiệc mà nhiều món thì khán giả sẽ có thêm sự lựa chọn cho họ trong dịp lễ 2 tháng 9 này. Dạ vâng, xin cảm ơn câu trả lời của anh. Và MC Hoàng Robert xin mạng phép là bổ sung thêm câu trả lời này của anh, bởi vì chắc chắn ở đây có rất nhiều quý anh chị phóng viên cũng đã tham dự buổi ra mắt vừa rồi của bộ phim Hai Múi với sự góp mặt của nghệ sĩ ưu tú, của nghệ sĩ Quyền Linh. Thì quý anh chị cũng đã thấy được rằng là ngay thời điểm anh Quyền Linh được lắng nghe câu hỏi của quý anh chị phóng viên thì mới biết bộ phim Làm Giàu Với Ma ra mắt cùng một thời điểm và thậm chí là cũng có lịch là premiere giống nhau luôn. Nhưng mà thật sự là cả hai bộ phim này là hai màu sắc khác nhau hoàn toàn. Bộ phim thì khá là tình cảm và rất là đầy cảm xúc. Còn bộ phim thì thiên hướng về hài hước, giải trí và gây tiếng cười nhiều hơn. Nên Hoàng Robert, chính bản thân cá nhân Hoàng thì cũng cảm thấy đây là hai màu sắc với hai món ngon để cho quý vị khán giả lựa chọn vào dịp lễ Quốc Khánh ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Khi mà xem một số cái footage thì tôi lại thấy là nó có hơi hướng hài. Thì thật ra là tôi không biết cuối cùng là cái định vị của cái bộ phim này, cái thể loại chính xác là mình muốn đánh vào một cái bộ phim xúc động hay là một bộ phim kinh dị hài. Bởi vì kiểu hơi kinh dị một chút xíu, hài một chút xíu. Và thì ở thị trường điện ảnh Thái Lan á, phải nói là rất rất nhiều. Và cái màu này tôi thấy nó gần với những cái bộ phim của Thái Lan. Hầu như là tuần nào cũng có một phim ngoài rạp với đầy đủ kiểu chất lượng từ cao đến thấp. Thì thành ra nhà sản xuất tự tin như thế nào về một cái bộ phim mà kết hợp giữa người với ma mà có yếu tố hơi hài hước kiểu như thế này. Câu thứ hai là khi mà tôi biết dàn cast có Dì Bảo Ngọc tôi cũng khá là bất ngờ. Tại vì quan điểm của tôi là Dì Bảo Ngọc rất là đẹp. Trong khi những cái vai ma thì tôi nghĩ thường thường cái cá tính nó hơi kiểu mà hơi làm đố một chút xíu, hơi tân tân một chút xíu, ô dề một chút xíu. Thì thông thường á, hồi xưa tôi rất là ấn tượng với Thu Trang đóng vai ma trong web drama, hay là sau này có một nhân vật nữ tôi cũng rất là thích, đó là bạn Ngọc Phước. Thế thì không hiểu lý do vì sao mà mình mời Diệp Bảo Ngọc, một người rất là xinh đẹp, vào vai ma mà không phải là những người kia. Thế thì cái yếu tố nhan sắc của Dì Bảo Ngọc được sử dụng như thế nào ở trong bộ phim này, và đặc biệt là kết hợp với Tuấn Trần? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi đến từ chị Kim Thanh ạ. Xin mời anh Đan. Dạ, hôm nay thì mọi người ưu ái nhà sản xuất quá, mọi người hỏi hoài luôn. Thì câu hỏi đầu tiên ấy, thì cho em xin phép trả lời là thực ra ấy, quan điểm làm phim của em ấy, thì mình rất là khó để nói một bộ phim nó chất lượng đến mức nào. Nhưng cảm xúc là cái thứ mà mình không thể lừa được. Và khán giả sẽ thu hút đầu tiên đó là cảm xúc. Nó có thể cười, có thể khóc, nhưng nó phải động lại một cái gì đó cho khán giả. Thì em nghĩ bộ phim này là bộ phim, em tin bộ phim này có thể giúp cho mọi người có những cảm xúc đó. Mọi người có thể cười, có thể khóc, có thể trải qua những cung bậc hỉ nộ ái ố cùng với hành trình của nhân vật trong phim. Về định vị bộ phim ấy, thì chắc chắn đây là bộ phim gia đình hài hước, có một yếu tố tâm linh. Và còn cái vấn đề và cạnh tranh những bộ phim nước ngoài khác ấy, thì như mọi người này cũng đã thấy thì tụi em đã nỗ lực hết sức cùng với lại Mockingbird Pictures mình phát hành trực tiếp tại các thị trường Đông Nam Á khác, nơi mà thực ra các bộ phim Thái Lan cũng để lại dấu ấn rất là sâu. Thì điều đó có nghĩa là chất lượng bộ phim mình cũng vẫn nằm ở một cái mức nào đó, dù em biết điện ảnh Thái Lan người ta đã đi trước mình khá nhiều và họ cũng là một điện ảnh hiếm hoi Đông Nam Á mình gọi là có dấu ấn trên thị trường châu Á nói riêng và cả thế giới nói chung. Nhưng mà một bước nhỏ thì nó sẽ thành một hành trình lớn, cho nên em nghĩ là đây là cái bước nhỏ đầu tiên của chúng ta làm được. Còn cái vấn đề về chọn diễn viên thì em sẽ có hai ý trả lời cho chị như sau. Thứ nhất ấy, là em rất tôn trọng đạo diễn,
Cho nên là khi mà tụi em ngồi bàn cùng với nhau về vấn đề lựa chọn vai diễn ấy, thì em nhận thấy là anh Trung và Ngọc là hai người có kinh nghiệm làm việc với nhau khá là sâu sắc. Cho nên mình có thể mình sẽ có một cái sự kết hợp tuyệt vời và mình sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian cho cái việc là chuẩn bị cho vai diễn này. Và cái thứ hai là thực ra Ngọc và Tuấn là hai người diễn viên có ngoại hình rất là xuất sắc, nhưng cái chemistry họ mang lại nó rất là đặc biệt. Và qua cái bộ phim này mọi người sẽ thấy nó không giống như những cặp nam nữ khác mọi người đã từng xem trên phim. Cho nên còn nó chính xác là như thế nào thì em hy vọng khi mọi người ra rạp thì mọi người sẽ được biết rõ hơn. Dạ vâng ạ, chắc là anh Trung Lùng sẽ bổ sung đi ạ. Vì sao anh lựa chọn chị Bảo Ngọc? Tại vì thực sự ra ở trong bộ phim này, khi nói về Maya thì mọi người sẽ nghĩ đây là một bộ phim kinh dị. Nhưng mà ở đây thôi thì Trung sẽ nói là khi lúc làm kịch bản, làm đường dây, Trung muốn con Maya mọi người phải đồng cảm, phải thương, phải dễ thương một con Maya tội nghiệp. Một con Maya cũng cơm áo gạo tiền, cũng sẽ cái kiểu giống như là mọi người xem một khoảng dài phân đoạn đầu tiên trở về nhân vật của cổ, thì sau này mọi người sẽ xem quên đi cổ là ma và cũng đồng hành là cổ cũng như một con người. Ý của Trung nói là khi cổ từ một cái ngôi mộ, rời khỏi ngôi mộ là rời khỏi cái ngôi nhà của mình, thì cổ cũng như đang đi bụi đời, cũng phải bươn chải, cũng phải bị sóng nắng gió, cũng phải cực khổ như thế nào để mà có khi mà rời khỏi cái tổ ấm của mình, để cho mọi người xem thành chính như vậy. Ở đây con Me thì Diệp Bảo Ngọc là cái người mà Trung làm việc rất nhiều, mình thích ở Diệp Bảo Ngọc ở cái chất diễn đó là mộc. Mộc ở đây có nghĩa là không dùng kỹ thuật biểu diễn nhiều, cổ cảm nhận được nhân vật đủ đầy, cổ diễn đủ cảm xúc mà không màng mè. Thành ra cái mà Trung đang cần nhất trong nhân vật của Lê Thị Na đó là ở cái môn diễn mộc của cô Diệp Bảo Ngọc. Dạ. Cảm ơn anh Trung Lùng ạ. Đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh của em. Trước tiên thì em rất là cảm ơn chị Thanh đã đặt câu hỏi. Và bản thân em khi mà nhận được vai diễn này thì em cảm thấy rất là hứng thú. Và em ban đầu em cũng không biết là ma này sẽ được làm đẹp. Và em nghĩ, trong đầu của em luôn nghĩ là ma là một cái gì đó nó ghê lắm. Và em thực sự với một cương vị một diễn viên thì em không ngại làm xấu mình hay là làm mình khác đi trên màn ảnh, miễn sao cho cái vai diễn đó nó được trọn vẹn nhất và truyền tải những cái thông điệp đến khán giả một cách dễ hiểu nhất, sâu sắc nhất. Thì sau đó thì em khi em làm việc với anh Trung thì em mới biết là vai này là ma như một con người bình thường. Thì em mới thấy đó là một trong những cái điểm nó rất là khác biệt rồi. Và khi mà đọc kịch bản thì em cảm giác được là ồ, cô này cũng có nhiều cái ẩn khúc lắm. Và cái ẩn khúc đó như thế nào thì em nghĩ chắc là sẽ đợi ngày 30 tháng 8 ra rạp thì sẽ có câu trả lời chính xác nhất cho quý vị khán giả. Cảm ơn nhiều. Xin cảm ơn. Em nghĩ đây là một câu hỏi nó hơi khiến em hơi bối rối, nhưng mà em nghĩ là nếu như em trả lời có sai, có hiểu lầm gì thì mọi người bỏ qua giúp em. Thì cá nhân em khi mà em lựa chọn vai diễn Hoài Linh thì chắc chắn yếu tố quan trọng nhất vẫn luôn là yếu tố chuyên môn. Thì cũng như em đã nói thì em rất là tôn trọng quyết định của đạo diễn. Thì khi mình liệt kê ra một vài cái option thì chú Linh vẫn luôn, em tin điều đó là chú Linh vẫn luôn là lựa chọn tuyệt vời nhất. Mọi người có thể thấy chú nói chú rất là thích đi câu cá này kia, và khi lên set chú thực sự cũng đắm chìm vào trong vai diễn của mình. Có những cảnh trong phim mà chú phải thực sự làm cái nghề của một người đàn ông thì đạo tì, thì chú thực sự em cá nhân em là một người trẻ em không làm được, nhưng mà chú nhập vai rất nhanh, cảm giác như chú đã làm cái nghề đó từ rất lâu rồi. Cho nên dù em biết là dư luận có như thế nào thì em tin lựa chọn của em vẫn là lựa chọn đúng nhất về mặt chuyên môn. Dạ, Trung có bồi thêm là về thú thật quá trình làm việc với anh Hoài Linh là Trung làm việc rất nhiều và cũng rất lâu. Ngoài khán giả biết anh Hoài Linh diễn hài ra thì còn một cái yếu tố nữa Trung phát hiện, đó là diễn bi mà mình chưa khai thác. Thì trong quá trình làm việc kịch bản á, thì Trung mới tìm diễn viên để vào cái nhân vật gia cha. Và cuối cùng thì anh Hoài Linh là cái người mà
tốt nhất để vào cái vai này. Nó khi trung chọn anh Hoài Linh, nó thiên về cái trách nhiệm chuyên môn để kiếm một diễn viên thể hiện một nhân vật đứa con tinh thần của mình để gửi đến quý khán giả những cái điều tốt nhất. Thành ra đây là thuộc về chuyên môn. Xin quý khán giả. Cảm ơn chú Lùng. Em cảm ơn câu hỏi của anh. Cái này em chia sẻ thiệt, em là một, ở góc độ là một diễn viên, thì đối với em á, cái bóng mà em cần phải vượt qua nhất, nó không phải là những doanh thu của những cái bộ phim trăm tỷ như là phim Bố Già, phim Mai của anh Thành, phim Đất Rừng Phương Nam của anh Dũng, mà là những cái vai diễn của em trong những cái bộ phim đó. Em thì cá nhân của em á, rất là hồi hộp. Em không biết là cái nhân vật Lanh này á, trong cái bộ phim sẽ được mọi người đón nhận như thế nào. Bởi vì nó rất là khác nhân vật Sâu, cũng như là khác nhân vật Úc Lục Lâm và khác nhân vật Quắn. Thì nhưng mà nó cho em một cái niềm tin rất là lớn, đó là nó chạm được cái cảm xúc của em. Và đặc biệt là em hồi nãy có chia sẻ là em được diễn với là những diễn viên gạo cội, cho nên là em rất là tự tin. Và cái thứ hai đó là em rất là trân trọng và em rất là biết ơn khán giả đã dành những cái tình cảm cho những cái bộ phim thành công của em. Nhưng mà đối với em, em trân trọng nó không chỉ là ở doanh thu, mà nó còn là cái cơ hội để mà em được hợp tác với lại anh Thành nè, anh Dũng nè, anh Sơn, anh Trung và những đạo diễn phim truyền hình của em trước đây. Tại vì đối với em á, em luôn rất là trân trọng những cái vai diễn em được mời và em cố gắng hết sức mình cho cái vai diễn đó. Với em, về doanh thu, nó là một cái bức tranh lớn hơn của nhà phát hành, nhà sản xuất và cả thị hiếu của khán giả. Thì em rất là kỳ vọng vào cái nhân vật Lanh trong cái bộ phim lần này. Nó sẽ, vì đây là một cái bộ phim mà em có niềm tin vào cái nội dung, vào cái kịch bản, và đặc biệt là cái nhân vật Lanh này nó cho em những cái cảm xúc mà em chưa bao giờ trải qua được. Cái cảm xúc và em sống trong một cái cuộc đời mà em cũng chưa bao giờ sống. Thì em tin chắc rằng với cái nội dung đó, với cái tình cảm và cái sự tâm huyết của cả toàn bộ ekip, thì sẽ được mọi người đón nhận. Dạ, cảm ơn hỏi của anh. Dạ. Cảm ơn Tuấn Trần. Dạ. Này á, em được Trung giao cho một cái vai mà chị nói đó, ông Trùng á. Mà ông Trùng này là ông Trùng phản diện. Ông Trùng này có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực về vấn đề con trai và con gái. Em chỉ nói một cái điều là sau khi coi xong rồi, nếu như mọi người ghét em về cái suy nghĩ của em á, làm thành công về cái vai này, em không dám tiết lộ nhiều hơn. Thì em chỉ, có nghĩa là cái vai này em nhận là nó là như vậy đó chị. Em không dám nói nhiều, tại vì em nhận một cái vai khóc được nhiều trong phim, nhưng mà nó có tính cách, nó có điểm nhấn để khán giả xem. Bây giờ em sợ nói ra hết, ai cũng biết hết rồi thôi. Mình để dành cho ngày premiere. Dạ. Đó. Cảm ơn Đương Minh ạ. Dạ. Ngọc và Tuấn Trần có những kỷ niệm đẹp nào trong quá trình mình hợp tác với nghệ sĩ Hoài Linh? Em cảm ơn ạ. Ngọc cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Ngọc xin được trả lời trước. Đó là, thực ra bản thân Ngọc luôn luôn, trước khi mà mình nhận bất kỳ một vai diễn nào, thì mình sẽ luôn luôn đặt mình vào cái hoàn cảnh của nhân vật đó để mình cảm nhận và mình thấu hiểu để làm như thế nào để mình truyền tải những cái thông điệp và những cái tính cách của cái nhân vật đó nó sâu sắc nhất đến với khán giả. Thì cô Na trong phim Làm Nhau Với Ma lần này cũng là một người mẹ đi tìm con. Và bản thân Ngọc khi mà ở ngoài đời Ngọc cũng có con. Và khi mà mình liên tưởng đến những cái việc mà nếu như mà một ngày nào đó mà mình cũng bị như cô Na này, thì mình sẽ có những cái cảm xúc gì và cảm xúc đó là như thế nào. Thì những cái cảm xúc khi mà Ngọc đưa vào phim, đưa vào những vai diễn của mình,
nó hoàn toàn đến từ những cái cảm xúc thật của Ngọc khi mà Ngọc tưởng tượng ra nếu như mình là cái nhân vật đó thì mình sẽ ra sao. Cho nên là cũng giống như anh Trung hồi nãy có nói là thường thì Ngọc cũng sẽ không có muốn dùng những cái kỹ thuật biểu diễn quá nhiều, bởi vì đối với Ngọc là một người diễn viên thì Ngọc có một cái quan điểm đó là những gì mà nó xuất phát từ trái tim thì nó sẽ chạm đến trái tim. Cho nên là Ngọc luôn muốn khơi gợi từ những cái cảm xúc thật của mình để đưa vào vai diễn. Xin cảm ơn chị. Và câu hỏi thứ hai về kỷ niệm chắc là để cho Tuấn Trần trả lời đi. Tại vì không phải, tại vì anh là nhân vật Lanh. Đúng anh rồi. Anh sẽ ba già làm sao gánh giùm ba chứ. Con chưa kịp phản ứng luôn. Nói về kỷ niệm với lại Ba Linh, xin cho phép là Tuấn được gọi Ba Linh là tại vì Tuấn rất là biết ơn đạo diễn và nhà sản xuất đã chọn chú Linh làm nhân vật ba của Tuấn trong cái bộ phim lần này. Cái ngày đầu tiên mà Tuấn workshop với lại ba đó, Tuấn rất là bất ngờ tại vì trong cái nhân vật này ba tên là Trần Văn Đạo, ba ruột của Tuấn tên là Trần Văn Thành, mà ba Tuấn là mất rồi. Và cái mà Tuấn cảm thấy ở khi mà mình workshop, mình đọc vài cái phân đoạn thôi, cái cách Ba Linh nhả chữ ra, cái cách Ba Linh cho mình cái cảm xúc á, nó không còn là trên những cái mặt chữ nữa, mà là nó là một cái cảm xúc thật của một người nhân vật, một người cha rất là muốn bảo bọc con của mình. Và nói về cái kỷ niệm mà đẹp nhất, đó là tôi nghĩ là chắc là Tuấn nhớ có một cái cảnh quay Ba Linh hình như là chỉ có 50 mấy, 60 mấy ký thôi, Tuấn 70 mấy ký, mà cổng Ba Linh phải cổng Tuấn đi một cái quãng đường còn hơn là chạy điền kinh nữa là 200 mét, mà cổng Tuấn nhớ không lầm là tới 10 mấy 20 mấy tấc, mà lúc đó đó là trời mưa nè, tầm tã ầm ầm. Ba kêu mày ráng cho ba đi con, mày ráng cho ba đi con, cho ba đuối lắm rồi con, ba không có ăn. Còn Tuấn kêu dạ để con ráng. Mình rất là thích chọc, tại vì khi mà cổng á, cảm giác của mình nó cùng Tuấn là không có hiền với ba, mà Tuấn còn gị ba xuống nữa, gị ba xuống nữa, nhưng mà mình nói vui vậy thôi, nhưng mà qua cái tác đó thì mình mới thấy là cái sự yêu nghề của Ba Linh á, cái cảm xúc của Ba Linh mang lại cho mình có một cái cảm giác là rất thương đứa con này và rất là lo lắng cho cái đứa con này. Thì thật sự mà nói thì cái đối với Tuấn nha, cái quan trọng nhất á, trong một cái bộ phim đó là chemistry giữa những nhân vật với nhau. Thì Ba Linh, Tuấn rất là biết ơn khi đã cho Tuấn quá nhiều điều kiện thuận lợi để mà hoàn thành tốt cái Ba Linh này. Dạ vâng.